đây coi thằng cháu cơm tóm đi ha. Tóm lâu quá mới gặp Tóm ơi. Dạ cho em coi cái thằng cháu. Em đi ngang đây thì nhiều khi thấy Tóm nghỉ nữa. Không có, không nghỉ, không nghỉ Tóm hết rồi đó. Ủa có lần này dắt chiều quá không? Dắt chiều. À, nghỉ giờ này sắp hết nè. Ủa sắp hết hả? Lúc này mới sao ra bán sáng rồi. Dạ. Từ bữa mà 8 giờ 9 giờ ra là chiều 5 giờ mới về, còn giờ ra 6 giờ bán. 5 giờ ra 6 giờ bán là cỡ 2 giờ này về. Dạ. Giờ mười mấy luôn hết rồi. Hả? Thì tô 20 mà ví dụ hai chồng chia dĩa lòng với lại hai tô cháo 50. Dạ, một dĩa lòng, một tô cháo 50. Một dĩa lòng, hai tô cháo. Một tô cháo. bây giờ muốn ăn một tô cháo à? Muốn ăn tô cháo dĩa lòng hơi nhiều. Mấy giờ bán sáu? 6 giờ bán này, năm mấy 6 giờ. 6 giờ đi. 6 giờ bán. Bán tới hết rồi vậy. Bán hết hai nồi mấy ba nồi vậy. Hai nồi ba nồi này là mấy? 3 kg 2 tấm, 3 kg rưỡi tấm á. Ba mấy kg lòng. Biết chứ đâu chứ, biết đâu à. À cũng 80 đồng thằng chùa. Đây chợ cái Mỹ rồi đó. Nhiều lắm, mấy chục cái đồng. Mình còn nữa không hay là mình nhiêu đây? Thay vô hết cháo rồi nè. À là nhiêu đây hồi sáng rồi. Nhiều lắm, hồi sáng nhiều lắm. Dạ. Bây giờ này giờ nó mấy bữa chị xuống là giờ đó là giờ nó là còn nhiều quá. Nữa chứ hơn. Còn giờ còn chừng 1/3 không biết được không? Giờ còn nồi nữa là hết hả anh Tóm? Không có nồi, dạ. Hết hai nồi giờ, bây giờ còn nửa nồi chứ. Dạ, tại sáng mình bán sớm ha. Sớm nhờ. Dạ, bán cho em 1 còn. Dạ. Anh Tóm như cái bịch này mua về là bao nhiêu 1 còn anh Tóm? 20. 20. Dạ. Bán không ạ? Bán đủ loại luôn ha. Đủ loại hả? Dạ, nghe nhiều các loại. Đâu á? Dạ, dạ. Lâu lắm rồi mới ăn cháo lòng anh chín. Cháo lòng anh chín này rất là ngon cả nhà. Anh tám chứ. Anh tám mà kêu anh chín rồi lên nút. Cháo lòng anh tám này rất là ngon cả nhà. Nhưng mà bây giờ là vợ chồng mình ít có về quê á, rồi có dịp lâu rồi ghé quay cho cả nhà xem. Để cả nhà có ghé ngang thì ủng hộ cho anh tám luôn. Anh tám bán rất là vui cả nhà. Phần lòng như vậy và
Không thì không quay nhớ với bộ. Dạ nhớ, nhớ cả nhà lắm anh. Không phải đâu cả nhà, tại vì bà thích ăn nhiều, bà thấy cháo lòng là món ruột của bà, bà kêu một dĩa một mình bà ăn lên cả nhà. Có đâu nói gì cả nhà, một em sao. Hôm nay bị lỗ hết trơn cả nhà ơi, dạo này lỗ hết trơn rồi, giờ bà hết giấu rồi, bà ăn là ăn hết mình luôn. Nói chung là hơn một tuần rồi á, hai vợ chồng dĩa hè không cả nhà, rất là nhớ luôn á cả nhà. Nhưng mà vì công việc cái gì cũng như là cuộc sống á cả nhà, nên phải hai vợ chồng phải dừng quay một thời gian á cả nhà. Bữa nay nhớ chịu không nổi nữa nên mới chứ mình sắp xếp thời gian mình làm, mình ngày nào anh nghỉ rồi ngày đi quay. Nhà nhớ là luôn yêu thương chờ ủng hộ cho hai chồng dĩa hè nha, cái nhà đừng quên hai chồng dĩa hè nha. Lâu lâu lướt ngang cho like cho cả nhà, cho mình mừng cả nhà ơi. Lướt ngang cho cái bình luận như dĩa hè ơi đâu rồi. Cũng vui nữa. Nó lo lướt ngang cái dĩa hè vợ ơi, ăn hết dĩa, ăn hết mấy dĩa lòng dĩa hè vợ ơi. Ăn lòng nhiều vô em, ăn cho hết dĩa cho nhà xem chứ, lâu lâu gặp ở nhà mừng phải ăn nhiều vô chứ, ăn ít vậy ăn thoải mái cho đủ cân chứ. Không ở nhà hả, với hai vợ nhiễm quay clip có thu ký mấy vô ở nhà không ăn. Anh cũng sụt luôn rồi, hai vòng sụt hết luôn. Mình mới 65 giờ còn 63, bà xã mình 100 còn 90. Ủa bà sụt nhiêu ký quên ta? 2 ký còn 65. Ngày hay ốm rồi nha. Lâu lắm mới ghé anh Tám á. Chứ mình cũng nhớ mà. Không, cái mình nhớ thiệt mà không quay nhớ lắm cả nhà ơi. Nhưng mà cái gì cuộc sống là phải cố gắng thôi. Tạm ngưng thời gian để thoải mái miếng rồi sẽ trở lại quay liên tục. Cũng như ngày làm với hai chồng nghỉ thì quay với hai chồng ha. Không ý là mình muốn quay liên tục á, là mình phải ổn định lại mới được. Em ăn nhiều quá mà bởi vì quay liên tục đâu nổi. Anh Tám hồi nãy tôi kêu bằng anh Chín. Không quá, anh Tám này ngon thiệt bộ. Biết sao cả nhà, biết sao ngon cả nhà, là lý do là ruột phèo lòng rồi nè. Anh Tám lấy toàn đồ nóng không à, lấy tại lò.
À, lấy tại đầu nóng là thịt đầu sống đó nha, đúng rồi, đầu chính à. Là mặn heo vừa xong là anh lấy liền. 2 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 2 giờ mấy. Ờ, như 2 giờ, 2 giờ mấy vậy. Cái lò mổ thì ở gần khu vực này luôn đó nha. Bởi vì anh bán cái đồ rất là tươi, rất là ngon. Cũng có số một số bạn, một số khách của anh Tám cũng có từ ở xa đến ăn, cũng rất là thích. Đừng nói đâu xa, vợ với hè cũng thích nữa, đừng nói. Hai bữa nay nhớ cả nhà kêu không nổi rồi luôn á. Mấy lên đây để tâm sự với cả nhà. Anh Tám bán buổi trưa không, từ sáng là từ sáng. Như bữa mình đi đâu 1-2 giờ hết. Lên Tám nghỉ. Phải ngờ anh Tám nói là không có nghỉ. Tám hết anh Tám về. Tám bán một cô cháu và một phần lòng 30k là rất là rẻ luôn anh. Quá rẻ. Anh Tám mà nói không có là mũi. Anh Tám có bán là mũi heo không nói, anh Tám có là mũi nữa. Bà xã mình nói chuyện có đã không anh Tám? À. Bà xã nói là anh Tám bữa nay có là mũi nữa. Có. Mũi đầu. Hồi sáng nó bắt đầu da nó dao mà không đủ, bắt đầu lấy cái da đầu mà lấy con mũi á. Dạ. Chị thấy không, anh Tám bữa nay có lỗ mũi không? Mưa em ơi. Ghé ăn hết đi. Trời mưa cả nhà, tại vì với hai chồng mình ngồi ngoài cả nhà, cũng như hơn cả tuần rồi á. Hai vợ chồng dễ hè, vợ cũng không có được lên tâm sự với cả nhà, rất là nhớ luôn, rất nhớ luôn á. Hôm nay có dịp đi ngang đây á, với hai chồng nói em ơi, bữa nay mình vô anh Tám quay cháu lòng để mình tâm sự với cả nhà em ơi. Nên mai hai vợ chồng có kêu cháu lộn ra cái cả nhà, nhưng mà quên đem cây quay nên chồng mình phải cầm máy luôn, chồng mình không gặp cả nhà được luôn cả nhà. Ăn cháo cho cô, làm tô cháo đi nha, làm tô cháo, làm cháo rồi đi cô, không ăn cháo cả nhà ơi. Rồi kết thúc đây em mời em ơi. Có hai vợ chồng quán vỉa hè đến đây kết thúc, cả nhà có xem clip của hai chồng quán vỉa hè, cho hai chồng một like, một chia sẻ và một đăng ký để hai chồng có động lực, cả nhà sẽ cố gắng sẽ ra thường xuyên hơn nha cả nhà.